Trao đổi với báo chí sáng 27 tháng 1, lãnh đạo trại giam Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Nguyễn Tuấn Hải, người có biệt danh là Hải Bánh, đã được ra tù sáng 27 tháng 1 năm 2022, sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Lãnh đạo trại giam Xuân Lộc cũng cho biết, nhờ cải tạo tốt từ năm 2015 cho đến nay, nên ông Hải được liên tục giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước hạn. Ông Nguyễn Tuấn Hải được biết đến với biệt danh Hải Bánh, năm nay 55 tuổi, quê ở Hà Nội. Ông Hải từng biết đến là một nhân vật cộm cán trong giới giang hồ Việt Nam từ thập niên 90 thế kỷ trước, đồng thời nhân vật nổi tiếng trong chuyên án Z501 là vụ án về tổ chức tội phạm xã hội đen khét tiếng do Trương Văn Cam, tức Nam Cam cầm đầu. Năm 2001, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giữ Trương Văn Cam và đồng bọn cùng nhiều tội danh giết người, đưa, nhận hối lộ, đánh bạc, cho vay lãi nặng. Trong đó, ông Hải được xác định là một mắt xích của vụ án và là một trong những người tham gia giúp Nam Cam giải quyết mâu thuẫn với Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, một trùm giang hồ khác gốc Hải Phòng. Năm 2003, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam trong vụ xét xử Trương Văn Cam và đồng phạm. Tại phiên tòa, Nam Cam và 5 bị cáo khác bị tòa tuyên án tử hình. Trong vụ án giết Dung Hà, ông Nguyễn Tuấn Hải bị tòa tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam. Trong thời gian thi hành án, thông qua báo chí, ông Nguyễn Tuấn Hải đã bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và mong muốn cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.